Hello anh em, hôm nay mình sẽ đến một cái mẹo lấy, không phải là mẹo mà chỗ lấy dương ở cái cảng Lưu Vân này. Anh em giải đố sẽ được rất nhiều dương. Đây, cái vị trí này. Cái la bàn này là khi anh em làm mỗi ngày hoặc là nó có rất nhiều khi làm xong ấy, mình ấn vào cái thời gian biểu này. Đấy, nó sẽ ra một cái bạn la bàn mới. Bây giờ mình cứ quay bừa. Kiểu gì nó sẽ ra. Này. Hai trong và hai ngoài. Ôi à. Được không được? Đây, nó sẽ có cái thuyền sao nhá. Nhưng mà anh em làm chắc phải được mấy dương liền. Rất là nhiều đồ luôn. Cái gì đây? Đây, mình đã được mấy cái bộ đồ trong này. Ông sao bằng cái trộn hai cái tốc độ quá ngon. Đấy, anh em làm khi làm hết cái này thì là mình cứ đưa reset thử được biểu một cái cảng à, một cái làm theo ngày nữa là cái ở Lô Phu ấy. Sở Thiên Tượng đây, cái Sở Thiên Tượng này khi anh em làm xong nhiệm vụ nó sẽ có 3 ngày nhé. Mỗi một ngày sẽ làm tầm 3 lần, cứ hết một ngày làm một lần. Đây là mình đang làm tới ngày thứ ba này. Đây, 3 lần một. Còn 2 ngày trước mình làm xong rồi mình không không quay lại được. Đùa. Đây. Ấn nhầm. Anh em lưu ý cái hình này, cầm lên này. Ô số 7 rồi quay lại ô số nhất. Được cái chiến lợi phẩm, những cái đồ rất là ngon, các cái dòng chỉ số start đầu. À.
dính đúng vào phòng ngự, không thì ngon luôn. Làm tiếp này. Lần thứ hai không được dương, lần thứ ba được dương. Rồi, thế là xong rồi. Em mình vừa với dương vàng này. Úi, hai đồ luôn, đồ này đồ thế giới luôn. Ui, HP thôi xong. Rồi. Thế là hết rồi.